Các ngành địa phương cần quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường tại hội nghị đánh giá tiến độ giải ngân các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh diễn ra vào ngày 23 tháng 8. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ngành, đơn vị địa phương. Tổng vốn sự nghiệp ngân sách trung ương dành cho các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 của Lào Cai là gần 999 tỷ đồng, trong đó kinh phí cấp mới là 829 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 22 tháng 8, Lào Cai mới giải ngân được trên 47 tỷ đồng, chỉ bằng 4,75% dự toán trung ương giao. Như vậy, tổng số vốn sự nghiệp phải giải ngân từ nay đến cuối năm là 951 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, vì nếu trong năm 2023 không giải ngân hết thì tỉnh phải nộp trả ngân sách trung ương. Nút thắt lớn nhất trong giải ngân là nhiều nội dung hướng dẫn của Trung ương chưa rõ ràng, không sát thực tế nên chưa có cơ sở triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, một số dự án về hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững cũng còn nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ. Riêng nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương cho các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn là 873 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt 45%. Để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là vốn sự nghiệp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đề nghị các sở ngành địa phương khẩn trương rà soát, đề xuất nội dung, phương án phân bổ dự toán kinh phí thực hiện các dự án, tiểu dự án còn kinh phí chưa phân bổ, tập trung giải ngân 169 tỷ đồng vốn sự nghiệp kéo dài từ năm 2022 sang, sớm phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 34 công trình, đồng thời nghiên cứu kỹ thông tư số 55 của Bộ Tài chính theo lĩnh vực chuyên ngành, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản phù hợp với thực tế địa phương.